những kiểu bạn khó đỡ mà ai cũng có. Hiệp ơi, cho tao xin miếng nước cái, uống không có được chạm môi vào miệng trai đâu nhá. Rồi mày yên tâm, tao uống lịch sự lắm. Trời ơi, tao thấy mà tao tức á. Lần sau mà mày xin tao thì có đúng cái nịt nhá. Ui, hình đẹp thế, cho tao mượn xem với nào. Xem đủ tấm này thôi nhá, đừng có xem tấm khác. Trời ơi, mày... Ui à, học ăn học nói, học đâu ra cái thói xem hình người khác rồi tự ý lướt qua hả? Bỏ nha. Cho tao mượn cái điện thoại của mày đi. À, nè. Rồi, để tao xóa mét. Kia sao mày lại xóa mét của tao? Chứ tại sao nhắn tin mà không thèm xem, không thèm rep? Xóa mét luôn chứ để làm gì? Vô duyên vừa thôi chứ. Cái đồ hôi nách. Đừng có nách xem mình nhá. Ông thì khác gì tôi, cái đồ hôi miệng. Rồi rồi, ok, vậy là tối nay 7 giờ mày đến nhà tao đón tao nhá. Alo, Hiệp ơi, tao đến nhà rồi này. Ui giời, mày đến đúng 7 giờ thật à? Ui giời, cái thằng này, tao hẹn 7 giờ mà mày đến đúng 7 giờ thật luôn hả? Ui, cái thằng chết tiệt này. Ủa, hơn 70 tuổi mà cứ chưa gặp cái trường hợp.